Đến chiều nay thì mưa lũ ở Bắc Bộ đã giảm, trong khi đó nhiều tỉnh thành ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông mạnh. Dự báo chiều tối và đêm nay ở Quảng Bình đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn có mưa dông, có nơi mưa to trên 70mm, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi cao nguyên. Ngoài ra, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ đêm nay có mưa dông rải rác trở lại, cục bộ có điểm trên 70mm, đề phòng sạt lở đất sau mưa nhiều ngày. Mưa lớn từ ngày hôm qua đã khiến một người mất tích ở tỉnh Lạng Sơn. Mưa lớn cũng gây ngập lụt và sạt lở các tuyến đường giao thông ở Hà Giang. Đây là hai địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt mưa lũ này. Chiều qua tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn, mưa lớn đã khiến một người bị nước cuốn trôi khi đang tháo gỡ cây chống cầu tạm tại thôn Khuổi Cọ, xã Yên Lỗ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, mưa lũ cũng đã gây sạt lở đất và ngập úng khoảng 5 hectare hoa màu. Ở Hà Giang, sau 2 ngày mưa to đã có khoảng 31 nhà bị hư hại, trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn. Nhiều diện tích cây trồng và vật nuôi bị thiệt hại nghiêm trọng, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Dự báo mưa đang giảm dần, đêm nay vùng núi và Trung Du Bắc Bộ chỉ cục bộ có mưa to. Một người đàn ông đã bị nước lũ cô lập giữa dòng sông vừa được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam kịp thời ứng cứu. Do nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, một lao động làm việc tại công trình kè A Vương, huyện Tây Giang khi mà đang di chuyển qua sông thì bị kẹt lại do lũ lên nhanh. Lực lượng công an đã nhanh chóng bố trí người và phương tiện vượt lũ xiết để cứu người, huy động máy xúc đưa người qua sông an toàn. Một người đàn ông trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã bị nước cuốn trôi khi mà cố gắng tháo dỡ cây chống cầu tạm qua sông trong lúc mà nước sông suối dâng cao chảy xiết. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương thì vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước sông tiếp tục dâng cao, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Trong ngày hôm qua, tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn, mưa lớn cũng đã gây sạt lở một số điểm và gây ngập úng cục bộ khoảng 5 hectare hoa màu. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên tuyến sông Đà qua địa bàn khu 12, khu 13, xã Dân Quyền giáp với cầu Trung Hà, huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ diễn ra tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Hiện tượng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ an toàn, mất an toàn đối với cây cầu Trung Hà mà còn trực tiếp uy hiếp đến hàng trăm mét đê và tính mạng tài sản của hơn 150 hộ dân sinh sống trong khu vực. Sạt lở ở ven bờ sông rất nguy hiểm, một phần bởi vì không thể cảnh báo được từ trước. Chỉ trong vài ngày kể từ khi nước lũ dâng cao, vết sạt lở đã ngày càng ăn sâu và tiến sát vào bờ thêm cả chục mét. Theo nhẩm tính, chỉ trong khoảng 2 tuần gần đây, hơn 1.000 mét vuông đất canh tác trồng hoa của gia đình ông Toản đã lở xuống sông. Vậy là bao nhiêu vốn liếng, tài sản trông chờ vào vụ hoa thu hoạch này đã gần như mất trắng. Chỉ tính riêng cây trồng, thiệt hại ước tính lên đến hơn 50 triệu đồng. Nếu mà tính tổng từ trên kia xuống đây thì mất tương đối nhiều. Tức là nếu cái bãi bồi để cho dân, tức là mình gọi là canh tác được, thì nó mất diện tích này, nó phải tính nó về 1-2 hectare trở lên chứ không phải ít. Ví dụ còn nhà tôi chỗ này nó chỉ rơi vào độ khoảng 3 sào thôi. Lở như gần đây thì cứ mỗi qua một đêm là có thể là lở từ 3 đến 5 đến 7 mét. Đấy, nó cắt theo chiều dọc. Đấy, và bà con nhân dân thì rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Lở đến đâu, bờ sông lại tiến sát vào khu dân cư đến đó. Đất đai hoa màu trôi sông đã đành. Tình trạng sạt lở bất thường kéo dài khoảng 400 mét suốt chiều dọc bờ sông đang từng ngày đe dọa đến nhà cửa của các hộ dân sống bên trong tuyến đê bối. Xây được căn nhà 2 tầng kiên cố, đến nay gia đình anh Thành vẫn chưa trả hết nợ, thì nay lại nơm nớp sống trong một nỗi lo khác. Trước là 6-70 mét tận ngoài kia kìa, bây giờ nó lở nhanh quá. Đấy. Bây giờ nó chỉ còn 10-20 mét đấy là đến mép nhà tôi rồi. Đây, nhà tự nhiên nó cứ bị nứt tường bao. Đấy, nứt hết tường bao đây. An cư để lạc nghiệp. Vậy nhưng giờ đây, những hộ dân ở sát cạnh bờ sông lại chẳng thể yên tâm khi mà đang sống trong chính căn nhà của mình. Chúng tôi cũng đã có cái phương hướng là chuẩn bị các những cái trang thiết bị tốt nhất và đã thành lập cái tổ xung kích là phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn gồm 15 người trên khu dân cư, và gắn vào đó là các ông bà tổ trưởng tổ liên gia, có cái vấn đề gì đó thì sẽ di dời bà con nhân dân đến những nơi an toàn nhất. Điều lo ngại hơn,
Khu vực sạt lở nằm sát ngay cạnh dưới chân cầu Trung Hà. Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã tiến hành các biện pháp gia cố kỹ thuật trụ cầu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền, dòng chảy thay đổi cùng với việc xả lũ của thủy điện khiến mực nước chênh lệch trong thời gian ngắn có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở diễn biến phức tạp. Nếu như mà chúng ta không kịp thời khắc phục cả thì cái việc sạt lở đó nó cũng sẽ ảnh hưởng chung từ cái việc là công trình của nhà nước cho đến là cái đất sản xuất của người dân. Mà sâu hơn nữa thì có thể vào đến các cái đê bối bờ bao. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vỡ sông thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng. Với tốc độ sạt lở đang diễn ra như hiện nay, nếu dự án đê kè không được triển khai ngay, phần đất canh tác còn lại của hộ gia đình ông Toản cũng sẽ sớm muộn trôi theo dòng nước.